大家好，我们新买的这台激光器很好用的，它建料速度很快的，建了面又亮又好，但是加工的厂必须要买这种激光器，这种激光器很好，真是很好。你好，小宝哥。对呀，买这个laser工地里面没有的，我给你做呗。Thì nói chung là tuyệt hảo luôn, đường cắt nét tốc độ nhanh và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cả nhà có thể tham khảo qua điện thoại của mình để hiểu thêm về cách thức vận hành. Mình nắm rất là rõ cách thức vận hành của chiếc máy cắt laser SF3015G của công ty mình mới mua về. Đúng rồi.